khó. Ai? Lại là tôi đây. Tôi là ai? Lại là tôi, Gizmo from GBR và Yellow G. Và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần phiên bản không hài, mổ xẻ reaction rap Việt, bất cứ cách nào mà các bạn có thể gọi nó. Và hôm nay thì có vài điều mà tôi muốn nói trước khi vào mổ xẻ cái tập vừa mới phát sóng ngày hôm qua. Đó là trong cái tuần vừa rồi ấy, có rất nhiều cái sự gọi là không hài lòng về cái việc Rider được vào chung kết. Vậy thì để tôi phân tích cho các bạn những yếu tố sau chứng minh là Rider xứng đáng được vào chung kết. Thứ nhất, Rider nó từng là quán quân và ở cậu bé đi toát ra một cái vibe gọi là vibe của thợ săn danh hiệu. Thứ hai là Rider có rap. Bởi các ông cứ cãi đi, bởi vì cái việc cãi là đáp ứng đúng cái mục đích của chương trình. Họ cần cái sự bàn luận sôi nổi. Bằng chứng là Rider hay là Andre không có một ai lên tiếng về tất cả những cái gì mà các ông cay cú hay là bức xúc. Thứ ba, đó là kịch bản đã được biên hết rồi đúng không? Thì MCK nói đâu có sai. Nhưng mà các bạn mà đặc biệt ấy, là mấy cái bạn khóc thuê ấy, thì tôi đố các bạn nói được cái gì mà người ta chưa biết. Được biên hết rồi là cái mà ai cũng nhìn thấy, thì mình nói ra để làm cái gì? Những cái thành phần như vậy mới đóng nhiều vai trò nhất cho cái lý do đưa Rider vào chung kết. Vì bên cạnh cái việc là một thợ săn danh hiệu thì Rider còn là một cái nguồn tài nguyên truyền thông vô tận. Các bạn hiểu không? Đó là một nguồn tài nguyên truyền thông vô tận. Thứ tư, cái việc Rider dính lùm xùm đạo nhạc dù có nằm trong dự tính hay không ấy, thì hãy xem phản ứng của những người trong cuộc, nguyên team Andre hay toàn bộ những thí sinh còn lại, không có một ai lên tiếng bênh vực cho cô cậu cả. Tôi không biết có sóng ngầm hay là trong nội bộ có cái điểm gì hay không, nhưng mà hãy điểm mặt lại những thí sinh trong team Andre đi. Một ấy, là đã vào chung kết. Hai ấy, là họ đủ tỉnh táo để không lộ ra cái sự gọi là không hài lòng với vị trí của Rider. Nếu lộ ra thì sao? Thì chương trình càng có cái để mà khai thác. Hãy nhớ lại những phản ứng của G-Ducky ở mùa 1 hay là cách mà các thí sinh mùa 2 beef với nhau hậu rap Việt. Vì thế, Rider là một trường hợp mà không thể dây vào ở thời điểm hiện tại. Làm như vậy thì chỉ có thiệt thòi cho cái hình ảnh của bản thân mà thôi. Đợi rap Việt kết thúc. Ý tôi là kết thúc phát sóng, bởi vì bây giờ tất cả các team đều đang hối hả để chuẩn bị cho concert rồi. Hơi đâu mà đi lên tiếng cho Rider nữa. Có mỗi ông Melodic là ông cay cú ra mặt, nhưng mà là vì cái bài thi của ông ý thôi. Vì khán giả kiểu phản ứng về cái bài thi của ông ý thôi. Nhưng mà nên nhớ nhá, như thế thì cái tỷ lệ vô địch của Melodic càng cao. Thì với bốn cái yếu tố nêu trên ấy, thì các cháu có cổ có dài như cổ cò thì cũng không cãi được lại và không ngăn cản được cái việc Rider vào chung kết. Về cơ bản ấy, thì mọi vai ở trong kịch bản đã chia xong xuôi hết cả rồi. Vậy thì đừng để cái câu nói của MCK trở thành cái câu cửa miệng. Đã biên hết rồi thì đã hiểu biên như thế nào chưa? Lúc nào cũng chỉ gọi là biên hết rồi thôi. Nói chung chỉ là cái mồm thôi à. Các ông đấy mới là những cái yếu tố chính để gọi là đưa cái chương trình này nó trở nên viral ấy. Chính là các ông ấy. Quay trở lại với cả bảng đấu ấy nhá. Tôi sẽ cố gắng ngắn gọn nhất có thể, mặc dù là cái nội dung này nó khá là dài. Tôi đã nói ở tập trước ấy, là drill là một thể loại mà nó sặc mùi băng đảng. Nó không phù hợp với giải trí một chút nào hết. Thêm nữa là cái bố cục của Richie nó rất là loạn. Cuối cùng thì cái động lại ở trong đầu tôi ấy là hey, 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 và khoan vào não, khoan vào tai người nghe. Một con flow kèm theo một đống lyrics nó rất là hỗn tạp, không punchline, không liên kết. Trường hợp của Richie ấy, đứng trên góc độ cá nhân thì tôi rất là ác cảm về drill. Còn về góc nhìn khách quan thì rõ ràng thần drill đại hiệp là quá già để có thể sống cho hết được thanh xuân. Đây là tôi chỉ so trong bảng thôi. Thì rõ ràng cái bản drill của Richie không có lại được cái sống cho hết được thanh xuân khách quan đấy nhá. Tiếp theo thì là You Know Big Boy này. You Know Big Boy thì lại là một trường hợp khác. Tôi cảm thấy rất là lo lắng cho Đích khi mà nghe toàn bộ cái phần trình diễn của You Know. Cái đấy nó quá đỉnh cao và nó vượt qua khỏi tầm của một thí sinh. Đây là một khách mời chứ không phải là một thí sinh nữa. Thật đáng tiếc cho You Know, bởi vì nó quá tầm của tất cả. Ý tôi muốn nói ở đây là tất cả đây là khán giả. Bởi vì ban giám khảo quá hiểu rõ cái điều này nên khó lòng để mà cho You Know đi tiếp được. Bởi vì You Know nó ở một cái tầng đẳng cấp khác mà tôi nghĩ là Đích còn chưa chạm tới được cái tầng đẳng cấp đấy đâu. Nhưng mà các bạn để ý nhé, trong cái lyrics của You Know ấy, nó có rất nhiều sự thật nó được bóc ra. Nó rất là mạo hiểm nếu mà tiếp tục đưa You Know vào vòng trong ấy. Tôi cũng không biết là You Know có để ý hay không, nhưng mà khán giả cần cái sự dễ hiểu, bởi vì là suy cho cùng thì đây là một chương trình giải trí. Dù có tai nạn thế nào thì bài của You Know nó quá xuất sắc đối với giới chuyên môn. Còn khán giả thì họ tìm đến chỉ vì giải trí thôi, bởi vì họ tuyệt nhiên là không có hiểu. Họ muốn cảm hơn là hiểu. Mà cái bài của You Know nó đòi hỏi quá nhiều. Dù nó xuất sắc vô cùng cho nên là bài đấy bị loại cũng đúng thôi. Nó đòi hỏi sự chuyên môn cao quá. Nó khó gần với cả khán giả lắm. Và cái trường hợp tương tự như vậy nó xảy ra với Tội. Thì tôi hiểu Tội mới bén đến cái môn này cùng lắm mà được 5 năm. Luyện tập trước đó hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi xem cách viết lyrics ấy, thì tôi đoán được khoảng thời gian bạn này bắt đầu chắc là cũng khoảng cỡ 5 năm thôi. Thực ra mà nói thì bạn này vẫn còn khá non nớt trong cái vấn đề viết nhạc. Bởi vì đã được mệnh danh là chàng văn rồi nha.
thì chắc là bạn cũng ý thức được là ở trong văn học ấy nó có rất là nhiều biện pháp, và cái mà tội đang thiếu ấy lại là cái sự cân bằng. Tất cả những cái biện pháp đấy ấy, tội sử dụng một cách rất là tràn lan. Nói một cách dễ hiểu nhất thì gọi là tội đang bị ra vào không hợp lý ấy. Trước đến nay thì tôi thấy có 3 người nổi trội trong cái việc là nhồi một đống vần vào mà vẫn đảm bảo được cái ý nghĩa, cái mạch truyện. Đó là MCU này, ICD và Dark Maniac. Đấy là cá nhân tôi cảm thấy thế. Còn về tội, tôi chỉ cảm thấy là tội chỉ đáp ứng được điều một là nhồi rất nhiều vần thôi. Nhưng mà bạn này rất tham vần, rất tham vần. Tham đến mức mà tự tay phá vỡ đi cái tính triết học vốn có của bạn ấy. Và hệ quả là bạn ấy không có bứt phá được. Thế này cho tôi dễ hiểu này. Tổng cộng hành trình của tội là gồm 3 vòng tính đến thời điểm hiện tại. Vòng 1 là vòng chinh phục, gây được ấn tượng bởi vì cái thứ âm nhạc và cái lối hành văn của bạn ấy mới lạ, rất là ấn tượng và bạn ấy chinh phục được. Tiếp đến vòng 2 thì rõ ràng là bạn này nhỉnh hơn Hydra, bởi vì khi mà bạn có đối trọng để đặt lên bàn cân ấy thì tội rất là hay. Chính xác thì có người để làm nền thì tội mới có thể nổi bật được. Nhưng là vì đối đầu và tội thắng theo đúng tính chất của một màn đối đầu. Và đến đây là vòng 3, nó là vòng bứt phá, nó không phải là vòng chinh phục nữa. Vậy thì biết bao lời khuyên cho những người như kiểu test đi là lên tiết chế lại. Anh Thái thì anh ấy không có hiểu tiếng Việt, làm sao mà biết mà khuyên bạn được. Anh ấy chỉ hài lòng cái mớ vần mà bạn nhồi vào thôi. Còn lại thì anh ấy vẫn không hiểu. Và một điều nữa nhá, là tôi có quen một người anh của tội. Tôi được cho ngay những cái demo mà gọi là không phù hợp với cả cái chương trình truyền hình phát sóng. Tôi cảm thấy đấy mới chính là tội. Một phiên bản nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cũng vì thế mà tôi đặt rất là nhiều kỳ vọng vào tội. Mặc dù là tôi biết thừa cái bảng của tội nó tử thần bỏ mẹ được ấy. Tôi cũng đã từng thấy tội được biểu diễn chung show với cả anh Thái. Thì ban đầu tôi lại cứ tưởng rằng là tội đã vào chung kết rồi. Nhưng mà hóa ra ấy, cái việc mà đi diễn chung show với cả anh Thái ấy, nó chỉ minh chứng cho tôi một điều khá là rõ rệt là các bạn nên đi học ngoại ngữ. Bởi vì cái ngoại ngữ nó giúp cho bạn rất là nhiều thứ. Còn nếu mà bạn nghe được những cái lời này ấy, thì khoan nói về trình độ. Bởi vì chưa chắc tôi đã giỏi hơn bạn. Nhưng mà hãy cẩn thận với cái danh tiếng của bạn. Đó, 24K Ride thì hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng trên mọi phương diện. Mà thậm chí là bây giờ ông em còn đang ở trong một chuyến lưu diễn tại châu Âu nữa. Hồi đầu thì tôi khá là ngại khi bị đánh giá là thấy sang để bắt quàng làm họ. Cho nên là lâu lắm rồi tôi không có tương tác với cả Trương ở trên mạng xã hội nữa rồi. Nếu mà tôi mà mặt trơ chán bóng thì tôi đi hỏi Rai về kết quả cho rồi. Bởi vì chung kết quay xong rồi mà. Mà không chỉ có Rai đâu. Tới giờ phút này tôi hoàn toàn có thể moi thông tin từ Dick này, từ Captain này, hay thậm chí là từ Big Daddy nữa. Nhưng mà thôi bỏ qua. Rai thì nó quá đỉnh. Kể cả bây giờ nhá, so Rai với cả Yuno đi, thì rõ ràng là Rai làm tốt hơn rất là nhiều. Quan trọng ấy là tốt hơn ở bao nhiêu khía cạnh. Các bạn cứ hay đếm cua trong lỗ lắm. Tôi nói từ đầu mùa ấy, thằng Rai nó có tất cả mọi yếu tố đỉnh cao. Có tư duy này, có năng lượng này, có kinh nghiệm này, có tài năng này. Và cuối cùng nhưng không hề kém phần quan trọng ấy là nó nắm được insight của người nghe nhạc. Còn insight là cái gì thì các bạn thì chỉ chắc là đi làm thì chắc cũng hiểu. Mà mỗi lần tôi nói về Rai ấy là tôi rất bị mỏi mồm. Cho nên là Rai ấy, nó sẽ là trường hợp mà nếu như nó không vô địch ở trên sân khấu thì nó sẽ là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Chốt sổ Rai. Thế nhá, tầng bốc nó nhiều lắm, mệt lắm. Còn SMO thì sao nhỉ? Cuối cùng thì cái sự đối đầu giữa SMO với Rai nó cũng tới. Nhưng mà có vẻ chiến lược của Andre nó khá là trục trặc. Mà đây nha, bây giờ quay lại với những cái ông tướng mà chê là Andre huấn luyện kém. Thì bây giờ là xin phân tích cho các ông hiểu qua qua như này. Tới lúc đấy thì các ông vẫn có thể tiếp tục chửi Andre huấn luyện kém cũng được. Chỉ là nếu mà chửi thì các bạn có nhiều tư cách hơn thôi. Bây giờ chúng ta nhá, sẽ già lại từ đầu mùa. Ở vòng chinh phục ấy, thì giám khảo là người đưa thí sinh về team của Andre. Tôi nhớ không nhầm thì team của Andre ấy, chỉ có mỗi ông Trangess là được một chọn. Còn lại thì toàn hai chọn trở lên. Khi mà đã có xảy ra tranh chấp mà không có nón vàng ấy, thì giám khảo là cái người đưa cái thí sinh đấy về team của Andre mà. Xong nhá, ở cái vòng đối đầu ấy, cái lúc mà chia cặp xong xuôi hết rồi ấy, lúc lên thi thì khán giả trường quay toàn là báo thủ hết, vote toàn cho mấy cái ông thua. Có nghĩa là ông nào thua ấy thì vote rất là cao, đa phần là như thế. Suy ra là gì, cái team Andre ấy được giữ lại toàn những cái người điểm thấp. Mà lúc cứu máy khoan ấy thì có đi lâu là được B-Ray cứu rồi. Xong rồi mang về team Hydra thì cũng không tăng lên được bao nhiêu điểm ấy. Suy ra tất cả cái sự thấp điểm đấy nó dẫn đến cái việc là gì? Là Andre phải đi trước. Mà đã đi trước ấy, thì là dễ bị counter là đúng rồi gì nữa. Thế cho nên mới dẫn đến cái chuyện là như này này. Là cái bài của SMO khá là lạc quẻ. Tôi không chê là anh Hoàng Tôn hát dở nhá. Anh nghĩ là King R&B thật mà. Đỉnh lắm.
Ngoài ra nhá, anh còn mê bóng đá mới cả mê đánh poker nữa. Nhưng mà thôi, bỏ qua cái chuyện ngoài lề đi. Câu chuyện chính ở đây ấy là SMO làm rất tốt, kết hợp quá xịn với anh Tôn, nhưng mà bài nó bị lạc quẻ so với ba người còn lại. Thực ra là so với hai thôi, bởi vì thần tượng Pháp Kiều của tôi vẫn còn hơi non. Mà nhắc đến Pháp Kiều ấy, thì tôi thấy đúng là thiệt thòi cho em khi mà thi cái bảng này, nó quá mạnh so với em. Thực ra mà nói thì cái bài này lại là cái bài mà khiến tôi cảm thấy nó không có ấn tượng bằng những cái bài vòng trước. Cơ bản thì em cũng mới, vì thế mà không ai biết cái giới hạn của em ở đâu để mà cho em bứt phá được ấy. Em fast flow ok, nhưng mà cái flow của em nó không có đặc sắc. Lời lẽ thì cũng chưa có gì gọi là bứt phá cả. Tôi muốn thấy một phiên bản đanh đá như cái trận đối đầu với cả Snoop D ấy, nhưng mà trên một cái type beat là type beat hip hop. Cái beat mà team anh Bích đang làm cho Pháp Kiều nó hơi bị kiểu năn hip hop ấy. Cái này thì tôi chia sẻ thật, nó không dở, nhưng mà đối với một người mà mê hip hop như mình ấy, thì mình cảm thấy cái beat này nó đéo hip hop lắm các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng thì Pháp Kiều cũng được cứu rồi, bởi vì họ cần những cái nhân tố mới, và Pháp Kiều thì đáp ứng được cái điều đấy. Pháp Kiều nha, không bị triết học vĩ mô như kiểu Tỏi, mà em ấy cũng cân bằng được rất là nhiều yếu tố khác. Mà cái việc đấy Juno có khi còn chưa làm được, đó là sự cân bằng. Người tiếp theo được cứu thì là SMO. Tất nhiên rồi, bởi vì SMO xứng đáng có một suất vào chung kết để gỡ lại cái bản tình ca vừa rồi. Nó rất là phí, nó nên là một cái single được ra mắt riêng với cả anh Hoàng Tôn hơn là một bài thi. Nó bị lạc quẻ quá nên nó rất là phí ấy. Và cái lựa chọn cuối cùng, cái nón vàng cuối cùng dành cho Double Two thì tôi cũng cảm thấy là không có bất ngờ lắm. Bởi vì ông ẻm này thứ nhất là lắm fan, thứ hai là ông em đấy cũng xứng đáng hơn rất là nhiều người còn lại. Bởi vì tôi thấy như này này, ở Double Two ấy có rất nhiều điều chưa kể ra. Những người còn lại thì bung hết toàn bộ sức mạnh ra rồi. Còn em này em chỉ kể lại cái bài chinh phục bằng nhiều tiếng kinh hơn mà thôi. Cái bài bứt phá ấy chỉ là, nó là chính là cái bài chinh phục mà phiên bản nhiều tiếng kinh hơn mà thôi mà. Mà cảm giác vẫn có nhiều cái mà em ấy chưa có kể hết. Nó nằm trong những câu trả lời phỏng vấn với cả MC Trấn Thành, hay là giải rác đâu đó quanh cuộc đời em. Nhưng mà ấy, hãy đưa nó vào âm nhạc, và hãy đáp lại cái sự yêu mến của người hâm mộ bằng một cái bản nhạc mỹ mãn. Bây giờ ấy, đừng có bận tâm đến cái kết quả nữa, bởi vì mọi kịch bản đã được biên hết rồi mà. Sướng nhất là mấy ông thuộc lyrics của MCK nhá, thì hãy tìm hiểu xem là nó được biên thế nào. Nếu không ấy, thì các bạn chỉ là học vẹt thôi. Các ông kịch bản được biên hết rồi ấy, học vẹt thôi. Biên như nào? Lời cuối cùng này, cái lộ trình của Rider ấy, nó bắt đầu giống Sơn Tùng MTP ấy. Tôi không ghét gì em ấy cả, nhưng mà tôi có một cái lời khuyên dành cho mấy ông anti ấy này này. Đường còn rộng lắm, bây giờ quay xe thì vẫn còn kịp đấy. Bởi vì Rider sẽ là cái tên thành công nhất sau Rap Việt mùa 3. Nhưng mà thành công ở trên một cái vai trò gì thì chưa có biết nhá. Tuần này nó chỉ có thế thôi à, tuần sau nó là chung kết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới, và chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng. Tạm biệt.